Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe những chia sẻ của cán bộ, nhân viên ngành y tế huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao, những kinh nghiệm của các nguyên lãnh đạo ngành y tế huyện qua các thời kỳ về xây dựng, phát triển đơn vị, tạo niềm tin cho người dân khi đến khám chữa bệnh tại trung tâm.